Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng tôi về thị trấn Chuôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tôi đến thăm không gian vườn cảnh anh Nguyễn Văn Linh. Vâng, chào anh Linh nhé. Vâng, vườn cảnh anh Nguyễn Văn Linh thì ở cách trung tâm thị trấn Chuôi bao nhiêu mét anh? Cháu cách ngã tư thị trấn Chuôi khoảng tầm 500 mét ạ. 500 mét. Và như vậy là anh em đến thăm vườn anh Ninh thì cứ lấy tiêu điểm là ngã tư thị trấn Chuôi, sau đó anh Ninh sẽ ra đón. Đây là một khu vườn mà cũng rất là đa dạng, phong phú về chủng loại. Vườn anh Nguyễn Ninh thì thực ra tất cả những tác phẩm của anh ấy là đều đã làm được rất trau chuốt, tỉ mỉ, từ những nét rễ, bông tán và đặc biệt nhất đó là những cái chậu, những cái đôn khá là đẹp. Chúng ta về sẵn chơi thôi. Vâng, chúng ta giao lưu cùng với anh Nguyễn Ninh từ một cây xanh quê này. Vâng, cây xanh quê mà lá nó nhỏ như thế này kìa. Vâng, lá nó bé tí nhá. Cái này thì của các cụ ngày xưa nuôi thì còn cho sưu tầm lại được, để sưu tầm lại. Vâng. Vâng, ngay bây giờ anh Ninh sẽ cho chúng ta biết được cái thông số của cây xanh đã. Sau đó chúng tôi sẽ quay cận cảnh ở sau. Cái này hiện tại đang cao 70 ạ. Cao 70 này. Vâng. Tổng tán của cây thì chắc khoảng tầm 1 mét cho đến 1 mét 1 ạ. Rộng tán 1 mét 1. Vâng. Cái vị trí cho đang đo này nó khoảng tầm 56. Vâng. Vị trí này đang 56. Cho đo một cốt này. Cốt này thì đang là 32 ạ. Cốt này đang 32. Đây là một cây xanh quê. Ôi giời, cái cây, cây xanh quê mà được cái bệ đẹp quá nhỉ. Cây này là còn một cây là cây xanh cổ của các cụ còn sót lại trong người dân ạ. Vâng. Còn cháu cũng theo đuổi và sưu tầm được. Ôi giời, cái bệ xoáy tròn đẹp quá. Đây nó in hình cái lòng chậu cũ đây này. Vâng, đúng rồi. Đấy. Bây giờ anh em ta đưa ra cái chậu này nhìn, chắc tôi đoán là những cây này mọi ngày các cụ chơi chỉ có chậu xi măng. Đúng không? Sau đó thì đưa ra cái chậu này nó sang trọng hẳn. Và cái vành của cái lòng của cái chậu cũ đây vẫn in khoanh rễ đây. Cây này thì cái nét da của nó là da cóc, đen. Da cóc. Chúng tôi gọi là da cóc vậy ạ. Da đen thui. Nó cứ xù xì sần sùi gai góc này. Rễ quá bệt rồi. Và một cái điểm nhấn bất ngờ nữa đó là cái chất lá này. Lá của cây xanh cái nhỏ tí xíu à. Và đây là một cây hai thân, một cây xanh song thụ. Cây chậu này là đang nằm trên cái chậu 62. Chậu tròn đường kính 62. Vâng. Và những cái dòng xanh như thế này thì có bảo lá nó to, nó không không to được. Và lá cong móng hài rất đều với nhau. Thích nhỉ, lá sướng ra đấy. Nó to hơn cái móng tay một chút. Và vừa nhỏ, vừa răm lại vừa dày. Chúng ta nhìn thấy cái quả phúc ở trên này. Làm với cái năm tháng như thế này rồi. Nó già tận dặn xương răm. Vâng, anh cho tôi xin kiểu ảnh nhé. Vâng. Mình chụp nhé. Vâng. Cái ảnh bìa này. Xong rồi. Cây này mà giao dịch thì giá bao nhiêu anh? Cháu xin báo giá giao lưu tại vườn, giá tại vườn là 45 triệu. 45 triệu. Báo giá tại vườn đấy. Chưa có phí ship. Vâng.
đúng là xù xì như da cóc. Những cái cây xanh như thế này thì nó nổi gai từ dưới rễ nhá, cho lên đến tay chi, cho lên đến ngọn luôn. Cứ thế này gai nó cứ xùi xùi lên. Cái da của con cóc thế nào thì nó vậy. Chúng tôi cứ hay gọi là da cóc. Đẹp quá. Vâng, các bác mà giao lưu cùng với anh Bonsai Văn Ninh theo cái số điện thoại 0945462828. Vâng, trên cái tiêu đề giới thiệu video tôi cũng ghi luôn ở trên đó để chúng ta tiện việc giao lưu. Chia tay với cây xanh cổ, một cây xanh quê lá rất đặc biệt, một cây xanh song thụ mà cứ nguyên bản như thế này chúng ta chơi thì không bao giờ sợ phá cây nữa. Bởi vì cái lượng đất trong chậu cũng chẳng còn là bao nhiêu, đặc toàn là rễ cả. Cây đã được cô đọng lại bao nhiêu năm nay rồi. Chúng ta chuyển sang một cây xanh bên cạnh nữa. Đây là một cây xanh quê, trồng chậu lâu ạ, trồng trên đao qua. Là quan tâm trồng trên đao kia, chiều cao 90. Chiều cao 90. Bán ngang 1 mét. Và 1 mét đến 1 mét. Rồi. Cây đang nằm trong cái chậu 90. Vị trí cháu đang đo đây là nó khoảng tầm 40. Rồi. 40. Đang nằm trong cái chậu 6390. Dạ, cái này cái đế của nó cũng đẹp. Đà. Đế 24. Cái này cháu xin báo giá tại vườn là 7.500.000. 7.500.000. Anh Ninh vừa mới bứt lá. Cái chắc... này hiện tại nó đang là tàn rủ. Tàn thiên nhiên này, bao giờ về làm kỹ hơn. Nó cần tạo tác thêm. Vâng. Cái này được một cái là cũng u cục và già. Cái bệ nó cũng rất là đẹp, bệ nó bệ móng rồng này, chạy đều phía bên này. Lúc nãy anh nói là cây này giao lưu với giá 7.500.000 cũng được. Bởi vì chơi form cây, những cây xanh quê mà đã là những cây thành phẩm như thế này là cũng rất là hợp lý. Cây này được chơi được cái bệ. Rồi. Chơi độ thành phẩm. Ok. Rồi chúng ta chuyển đến cây túc này. Đo kích thước trước nhé, trước thì mình đi vào chi tiết. Cây này đang cao khoảng tầm 55. Tổng tán của nó khoảng tầm 85. Vị trí đầu đo này khoảng 30. Rồi, 30. Đây đang nằm cái chậu 32. Vâng. Cây túc. Cây túc này thì cái điểm mà mình đáng chú ý nhất là cái độ già của cây và cái nét tạo tác. Cái này thì làm cũng theo lối cắt giật, cũng ít có cái led đi dây. Cái chất da của nó rất là già. Mụn cóc với cả đỏ au đây này. Bề đế thì chạy đều 24 giờ. Không quyết bên nào. Cái túc này cũng gần như là một cây cũng khó tìm, một cây thành phẩm. Dài. Nếu mà nói là túc mà những cái cây cỡ nhỏ này thì cũng cây này thì cũng thuộc là cây tạo tác đời đầu để chơi bonsai. Phần lớn là túc là những cái cây mà khai thác nó to. Rồi. Để được những cái bonsai thì cũng phải làm từ rất lâu rồi. Cái này cháu xin báo giá giao lưu tại vườn là 12 triệu. Và cây túc giá 12 triệu. Được rồi.
Vâng, chia tay với cây túc ở vị trí này, tôi thấy vườn anh bonsai Văn Ninh còn có một cặp tùng. Đấy. Cặp tùng này là cặp tùng Đài Loan ạ. Vâng, tùng Đài Loan. Từ mặt chậu lên là cây cao khoảng 1m3. 1m3. Tán ngang cũng 1m3. Vị trí hoành đây lên thì nó khoảng 34. Ở vị trí nào? Vâng, đây vị trí này. À, tức là vành hay hoành thân đấy. Hoành thân là khoảng 34 ạ. Vành thân 34. Hai bệ, cây thì tương đồng nhau. Bệ rễ cũng đẹp đúng không? Bệ rễ trải đều 24 giờ. Nếu mà các bạn chơi cặp thì là đây là những cái cặp mà tùng mà cũng có cái hình ảnh một cái bóng dáng nó tương xứng nhau. Khá giống nhau. Kể cả từ đôn từ chậu. Chúng ta vừa quan sát xong cây thứ nhất để tôi đưa ống kính sang cây thứ hai để chúng cảm nhận được. Hai cây gần như cái nét giống nhau 90%. Đúng rồi. Đặc biệt nhất là cái khuỷu. Cái chuyển hướng của thân cây sau khi lên khỏi mặt gốc khoảng 20 cm, hai cây giống hệt. Giống hệt nhau. Nó cắt chuyển lên. Cháu phải lấy dao cháu cạo bỏ cái này đi. Rồi. Cái này chắc cạnh không để ý. Để tôi tắt máy. Cái cặp tùng này mà giao dịch thì là bao nhiêu anh ơi? Tôi xin báo giá cho lô tại vườn là 24 triệu. 24 triệu. Rồi. Màu lá tùng đẹp quá nhỉ. Đi tiếp nhá. Rồi cái này. Lúc này cháu có báo là 24 triệu một cặp không anh ạ? Và chúng ta đến với một cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế này cao 60 ạ. Rồi. Tán ngang của nó khoảng tầm 60 luôn. Đây đang làm trên cái chậu 50. Rồi. Vị trí cháu đang đo đây khoảng 20. Vâng, quanh thân ở vị trí đấy là 20 ạ. Cháu xin báo giá tại vườn là 3.500.000 này. 3.500.000. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến cây xanh. Rồi. Đây cũng là một cây xanh quê. Rất là già. Cây thì cao khoảng 65. Tán ngang khoảng 80. Vâng. Thì eo thân cháu đang đo đây thì nó khoảng tầm 28. Vị trí eo này 28. Cây đang nằm trên cái chậu 45. À. Ở trong gầm nó lại có một cái hũ nhỉ. Vâng, cái này xưa nó ôm hũ. Một cái hũ xanh. Cây này thì da đen. Rồi. Già mụn tóc hơn rồi. Rất là già. Cháu xin báo giá cho lô tại vườn cây này là 12.500.000. Giá 12.500.000. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ một cây phi lao này. Một cây phi lao tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Cái phi lao này trông cũng khá duyên cây. Cái này cao khoảng 60 ạ. Rồi. Tán của nó cũng khoảng tầm 60 luôn. Vâng, có cái đường đi của thân cây, chiều xoắn của nó rất hay nhé. Cháu đo quá. Đo cái vị trí eo thân này luôn. Vị trí eo thân này nó khoảng tầm 25. Ok. Cây này thì rất duyên ở những cái nét lắc cây này. Cây này rễ nó mọc xua xủa ở phía dưới này. Già đầu rễ cứ đỏ chót thôi.
Cây này cháu xin báo giá giao lưu tại vườn là 12 triệu 500 nghìn. Giá 12 triệu 500. Bên đây cây mà cái cỡ nó có thể bê đi bê lại mà nó duyên cây mà nó có những cái nét điệu quá như này thì cũng khó kiếm ở trong cái dòng phi lao. Phi lao thì thông thường thì cái thân cứng, mọc thẳng cũng nhiều. Rồi. Những cây nhỏ nhỏ mà ngắt này thì biết đâu. Vâng, tiếp đến cây nào anh? Cây xanh này. Xanh điển. À, chúng ta đến với một cây xanh Nam Điền. Ôi rồi, vật lá lọc răm ra nhìn đẹp quá nhỉ. Cây này cao 60. Tán ngang của cây khoảng tầm 1 mét. Cây đang nằm trên cái chậu 70. Đẹp quá. Cây đang nằm trên cái chậu 70. Đưa cái răm ra nhìn phô cái xương ra đẹp quá. Cháu sẽ đo tổng cái vị trí này. Tổng vị trí này nó khoảng tầm 85. 85. 85. 86. Đây cái eo thân cháu đang đo đây là khoảng 26 ấy. Vâng. Cái này thì cũng là một cái ghê cổ. Cái này cây chấn vườn của một cái bác nghệ nhân ấy. Còn một cây còn sót lại thì vườn đẹp quá nhỉ. Một cây chơi luôn. Bộ răm này nhìn cái nét làm răm này cũng là cũng kỹ lắm. Cắt giật chứ không thấy nét đi dây đâu cả. Cây này thì còn cái vết sẹo này thì chắc là về sau nó sẽ bo đi. Vết sẹo nhỏ. Cây này cháu xin báo giá giao lưu giá tại vườn là 28 triệu. Vâng, giá 28 triệu. Cây này xanh Nam Điền cổ nhé. Quá đẹp nhỉ. Và tới thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ nhất trong cái buổi giao lưu với vườn anh Bonsai Văn Ninh. Địa chỉ thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Hoài Đức, Hà Nội. Chúng ta dừng hình để chuyển sang cuốn tiếp theo. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết hết tất cả trong cái số cây của vườn anh Bonsai Văn Ninh.